Thầy chào các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Các em học sinh thân mến, thuốc lá là một trong những chủ đề được rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đề cập đến. Hiện nay có rất nhiều công trình nghiên cứu đã ngày càng làm rõ tác hại ghê gớm của tệ nghiện thuốc lá và khói thuốc lá đối với đời sống con người. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em hiểu rõ hơn về điều đó. Các em nhớ theo dõi thật kỹ và ghi chép bài thật đầy đủ nhé. Đầu tiên là thầy trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần một là mã tìm hiểu chung và chúng ta sẽ đi tìm hiểu một nhỏ, đó là phần tác giả. Tác giả của bài viết này thì các em biết rằng đó chính là giáo sư bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Ông sinh năm 1913 và ông mất năm 1997, là người có đóng góp rất lớn đối với ngành tâm lý, với nền văn hóa và giáo dục của Việt Nam. Tuy bị bệnh phổi rất là nặng, nhưng với nghị lực phi thường, ông đã đẩy lùi được giờ hẹn với thần chết tới gần 50 năm. Như vậy, các em chốt lại kiến thức, đó là Nguyễn Khắc Viện là người có đóng góp rất lớn trong ngành tâm lý với nền giáo dục văn hóa của Việt Nam chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đến phần tác phẩm. Vì thời gian có hạn, thầy sẽ đọc một phần, sau đó thì ở nhà các em tiếp tục đọc những cái phần còn lại trong sách giáo khoa. Các em hãy theo dõi văn bản nha. Dịch hạch, thổ tả, hàng vạn, hàng triệu người chết. Nhờ tiến bộ y học, loài người hầu như đã diệt trừ được những dịch khủng khiếp ấy. Nhưng vào cuối thế kỷ này lại xuất hiện những ôn dịch khác. Cả thế giới đang lo âu về nạn S, chưa tìm ra giải pháp, thì nhiều nhà bác học sau mấy chục năm và hơn 5 vạn công trình nghiên cứu đã lớn tiếng báo động. Ôn dịch thuốc lá đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng hơn cả S. Ngày trước, Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua, nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tầm ăn dâu. Hẳn rằng người hút thuốc lá không lăn đùng ra chết, không say bê bết như người uống rượu. Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc thấm vào cơ thể, nạn nhân đầu tiên là những lông rung của những tế bào niêm mạc ở vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi đã bị chất hắc yến trong khói thuốc lá làm tê liệt. Các lông mao này có chức năng quét dọn bụi bặm và các vi khuẩn theo luồng không khí tràn vào phế quản và phổi. Khi các lông mao ngừng hoạt động, bụi và vi khuẩn không được đẩy ra ngoài, tích tụ lại gây ho hen và sau nhiều năm gây bệnh viêm phế quản. Trong khói thuốc lá có chất oxit carbon, chất này thấm vào máu, bám chặt vào các hồng cầu, không cho chúng tiếp cận với oxy nữa. Không lạ gì sức khỏe của người nghiện thuốc ngày càng sụt kém. Thấm vào các tế bào, chất hắc yến lại thường gây ra ung thư. Ta đến bệnh viện ca sẽ thấy rõ, bác sĩ viện trưởng cho biết trên 80% ung thư vòm họng và ung thư phổi là do thuốc lá. Ta đến viện nghiên cứu các bệnh tim mạch, bác sĩ viện trưởng cho biết chất nicotine của thuốc lá làm các động mạch co thắt lại, gây những bệnh nghiêm trọng như huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim. Có thấy một bệnh nhân bị tắc động mạch chân lên những cơn đau như thế nào, rồi phải cắt dần từng ngón chân đến cả bàn chân. Có thấy những người 40-50 tuổi đã chết đột xuất vì nhồi máu cơ tim. Có thấy những khối ung thư ghê tởm mới nhận ra hết những tác hại ghê gớm của thuốc lá. Phần còn lại thì thầy yêu cầu các em về nhà, các em hãy đọc và nghiên cứu thật là kỹ những cái phần mà những cái thông tin mà giáo sư bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã cung cấp cho chúng ta. Như vậy các em thấy đây là một cái văn bản nhật dụng cũng giống như là văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000. Về phương thức biểu đạt thì chúng ta dễ dàng nhận ra đây là văn bản có sự kết hợp hài hòa giữa thuyết minh và nghị luận. Về bố cục bài này sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó chính là từ đầu cho đến nặng hơn cả S, đây chính là phần nêu vấn đề. Phần thứ hai đó là từ ngày trước cho đến con đường phạm pháp. Ở đây ta thấy tác giả nêu ra cái tác hại của thuốc lá đối với người hút và đối với những người xung quanh. Và phần thứ ba đó là phần còn lại, nội dung chính đó là lời kêu gọi và biện pháp ngăn ngừa ôn dịch thuốc lá. Về phần chú thích thì ở trong sách giáo khoa trang 121 có rất nhiều chú thích. Nhưng mà khi các em đọc thì các em hãy chú ý kỹ cho thầy chú thích thứ nhất đó là từ ôn dịch và từ thứ chín đó là biểu tượng, đây là một cái hình ảnh tượng trưng.
Bởi vì một thời gian dài trước đây, thuốc lá được mang một cái tính biểu tượng, nó là tượng trưng cho cái sự sang trọng, sành điệu. Thì các em chú ý kỹ cho thầy các chú thích, 10 chú thích có trong sách giáo khoa, nhưng kỹ hơn đó là chú thích thứ nhất và chú thích thứ chín nha các em. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi sang phần thứ hai, đó là phần tìm hiểu văn bản. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1, đó là nêu vấn đề. Các em chú ý những cái câu hỏi sau đây. Thứ nhất, tìm hiểu nhan đề của văn bản. Các em thấy nhan đề của văn bản đó là ôn dịch phẩy thuốc lá. Thì các em thấy cái từ ôn dịch ở đây là chỉ các loại bệnh nguy hiểm lây lan làm chết người hàng loạt và còn dùng để làm một cái tiếng chữ lũa, đó là độ ôn dịch. Tuy nhiên trong phạm vi của bài học ngày hôm nay thì chúng ta nên hiểu theo cái nghĩa thứ hai, đó là một cái tiếng chữ lũa của người viết, đó là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, dành cho cái đối tượng đó là thuốc lá. Ta có thể hiểu như thế nào về đầu đề của văn bản? Ta có thể sửa thành ôn dịch thuốc lá hoặc thuốc lá là một loại ôn dịch được không? Thì chúng ta biết rằng ôn dịch thuốc lá nó có hai nghĩa. Thứ nhất đó là chỉ dịch thuốc lá và thứ hai đó là tỏ thái độ nguyên rủa tẩy chay bệnh dịch này. Vậy tại sao tác giả lại dùng dấu phẩy giữa hai từ ôn dịch và thuốc lá? Nếu không có dấu phẩy thì sắc thái ý nghĩa có gì khác? Các em thấy dấu phẩy trong đây được tác giả sử dụng không hề thừa, bởi vì nó được xem giống như là một cái biện pháp tu từ dùng để nhấn mạnh sắc thái biểu cảm vừa căm tức vừa ghê tởm. Chúng ta có thể hiểu một cách nôm na cái ý nghĩa nhan đề của văn bản này, đó chính là thuốc lá, mày là đồ ôn dịch. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu câu hỏi thứ tư trong hệ thống câu hỏi của bài học ngày hôm nay, đó là tại sao tác giả lại so sánh ôn dịch thuốc lá với những đại dịch nào và so sánh như vậy nó có tác dụng gì? Thì các em thấy rằng là trong bài viết phần nãy thầy Phi có đọc rồi, thì các em thấy rằng tác giả đã so sánh ôn dịch thuốc lá với một cái nghiện ma túy và đặc biệt đó là đại dịch S trước đây, để mục đích đó là để gây chú ý đến người đọc, tạo một cái sự ngạc nhiên và thuận lợi cho những phần tiếp theo. Nó được sánh ngang với, thậm chí hơn cả những cái đại dịch mà chúng ta đang rất là lo sợ trước đây, đó chính là nghiện ma túy và S. Ngay phần đầu, các em thấy tác giả đã thông báo có những ôn dịch mới xuất hiện vào cuối thế kỷ này, đặc biệt là nạn S và ôn dịch thuốc lá. Tựa bài tác giả đã dùng dấu phẩy giữa hai từ ôn dịch thuốc lá là một cách để mà nhấn mạnh, giống như hồi nãy thầy Phi mới vừa trình bày. Bây giờ để hiểu thêm về những cái tác hại của thuốc lá, thầy có một cái clip ngắn để giúp cho các em mô phỏng được hình dung cái khói thuốc lá nó vào phổi của con người bằng cái hình thức và nó diễn ra như thế nào, các em theo dõi nhé. Như vậy các em cũng đã hình dung được
khói thuốc lá nó đã vào phổi của chúng ta. Và ở trong cái clip chúng ta thấy được là người ta có so sánh cho chúng ta thấy giữa một cái phổi có sử dụng thuốc lá với cái phổi không có sử dụng thuốc lá thì nó có sự khác biệt với nhau như thế nào, đúng không nào? Rồi như vậy chúng ta sẽ ghi bài thật cẩn thận và đầy đủ giùm thầy ở phần 1 nhỏ này nhé. Tiếp theo thầy trò chúng ta sẽ sang phần 2, đó là phần trọng tâm của bài, đó là tác hại của thuốc lá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu tác hại của thuốc lá đối với người hút như thế nào. Bây giờ các em thấy rằng là trước khi mà nêu những cái tác hại của thuốc lá đối với người hút á, thì các em thấy rằng là tác giả đã đưa ra một cái so sánh về cái tác hại của thuốc lá bằng cách dẫn lời của Trần Hưng Đạo bàn về đánh giặc trước khi phân tích tác hại của thuốc lá để nhằm mục đích gì. Bây giờ thầy đọc lại cái câu này. Các em thấy rằng là tác giả đưa ra rằng là nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tầm ăn dâu. Thì các em thấy rằng là tác hại và sự nguy hiểm của việc giặc đánh gặm nhấm như tầm ăn dâu đáng sợ hơn so với giặc đánh như vũ bão. Các em thấy dâu ở đây được ví như sức khỏe của con người, còn tầm ở đây được ví như thuốc lá, là khói thuốc lá. Tác giả so sánh việc chống thuốc lá với chống giặc ngoài xâm, nói chính xác hơn là so sánh việc thuốc lá tấn công loài người cũng giống như giặc ngoài xâm đánh phá. Từ đó chúng ta hiểu được cái tác hại của thuốc lá như là một loại gặm nhấm khó ngờ, khó chữa trị và nó gây ra một cái chết từ từ, điều đó khiến cho người hút chủ quan. Vậy thuốc lá có những cái tác hại như thế nào đối với cơ thể của con người? Thì các em thấy rằng là đầu tiên là cái chất hắc ín đã làm tê liệt các lông rung của những tế bào niêm mạc ở vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi, gây ra ho hen, rồi viêm phế quản, gây ra những cái căn bệnh ví dụ như ung thư. Trước đây người ta đã tìm ra được trong khói thuốc lá có 4.000 hóa chất, thì nhưng mà thời gian gần đây theo thông tin thầy được biết thì người ta đã tìm ra được 7.000 hóa chất có trong khói thuốc lá, và trong đó có hơn 69 chất gây ung thư. Ngoài ra thì các em thấy là chất oxit carbon đã làm giảm sức khỏe của con người, chất nicotine làm các động mạch nó co thắt lại. Các em thấy là chất nicotine nó có cái tác dụng gây nghiện, và đặc biệt là theo nghiên cứu thì cái chất nicotine này khi mà thấm vào cơ thể nó chỉ mất 7 giây để nó lên hệ thần kinh của con người và nó làm cho chúng ta có cái cảm giác sảng khoái khi hút. Chính vì vậy người ta cảm thấy thích nó và nghiện nó, nhưng mà chất nicotine này nó gây ra những cái căn bệnh ví dụ như là huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim. Ngoài ra nó còn nêu những cái gương xấu nữa. Tại sao nêu gương xấu? Ví dụ như ông của mình, ba của mình, chú của mình là những cái người hút thuốc lá thì họ khó mà có thể dạy con cháu về sau là cấm những cái con cháu về sau hút thuốc lá, hoặc là những cái đứa trẻ, các em biết những cái đứa trẻ là những tuổi măng non thì thường hay bắt chước người lớn, hay coi người lớn là những cái tấm gương. Chính vì vậy nó nêu gương xấu là như thế. Ngoài ra các em thấy rằng hút thuốc lá, cái triệu chứng đầu tiên thường chúng ta dễ dàng bắt gặp đó chính là nó sẽ gây ra viêm những cái tế bào niêm mạc, nó gây ra một cái căn bệnh viêm phế quản, dẫn đến những người hút thuốc lá lâu dài về sau thường gây ra một cái căn bệnh ho hen. Chính vì vậy nó làm tổn hao đến sức khỏe của cộng đồng và nó gây mất ngày công lao động. Như vậy chúng ta có thể cô đọng là chúng ta có thể ghi lại những cái tác hại của thuốc lá đối với người hút vì cái chất hắc ín nè, chất nicotine và chất oxit carbon. Ngoài ra nó còn có chất phóng xạ nữa, nêu gương xấu. Đó là những cái tác hại của khói thuốc lá. Các em chú ý sơ đồ sau đây. Và sau đây thầy sẽ đưa ra một số những cái hình ảnh và báo trước những cái hình ảnh này nó khá là đáng sợ, cho nên là chúng ta cũng cố gắng coi. Còn bạn nào mà cảm thấy ghê quá, sợ quá, chịu không được thì chúng ta có thể lướt nhanh một chút cũng được, không sao nha các em. Đây chính là những cái hình ảnh những cái căn bệnh ung thư miệng, ung thư vòm họng của những người đã sử dụng thuốc lá. Nó gây ra những cái căn bệnh như ung thư phổi nữa nè các em.
gây hút thuốc lá gây chảy máu não, gây ra phổi tắc nghẽn mãn tính nữa. Ngoài ra các em thấy là hút thuốc lá nó sẽ dẫn đến những cái người hút sẽ bị viêm tắc động mạch mãn tính do nghiện thuốc lá, dẫn đến tay chân của họ đã bị hoại tử. Các em thấy rằng là trong cuộc sống, dù không hút thuốc lá, chúng ta vẫn sẽ bị nguy hại do hít phải khói thuốc lá từ những cái người xung quanh, ví dụ như là cha, anh, bạn bè. Sau đây thầy tiếp tục chia sẻ với các em một đoạn video clip sau đây để chúng ta hiểu được những cái tác hại của thuốc lá đối với cái cuộc sống của con người. Các em theo dõi thật kỹ nhé. Được phát hiện tại Trung Mỹ năm 1492, người ta đã tìm thấy một loại cây có tên là tobacco, mọc hoang dại trước 4.000 năm ở đây. Trong loại cây này chứa nhiều loại chất có tác dụng thần kỳ và được ươm trồng rộng rãi khắp Trung Mỹ. Sau đó, nó được đưa về châu Âu và chế biến, phát triển thành một thuốc lá chữa chứng đau nửa đầu. Ngoài ra, người ta phát hiện ra rằng thuốc lá khiến người hút sảng khoái tinh thần và giảm căng thẳng, tạo hưng phấn. Tuy nhiên, trên thực tế, trong thuốc lá có chứa một loại chất có tên là nicotine, làm cho người hút cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, cáu gắt và suy sụp tinh thần nhanh chóng. Theo các nghiên cứu, khói thuốc lá chứa tới hơn 4.000 chất hóa học, trong đó có khoảng 250 chất độc hại và khoảng 70 chất gây ung thư. Khi hút thuốc lá hoặc sử dụng với người hút thuốc, khói thuốc ít qua phổi, ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương cho lòng mạch máu, hầu hết các cơ quan nội tạng bị tổn thương và nguy cơ ung thư cao. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư tử cung, rối loạn kinh nguyệt, ung thư vú đối với phụ nữ, dễ bị còi xương, trí tuệ chậm phát triển, suy dinh dưỡng đối với trẻ em. Thuốc lá không chỉ gây hại cho người trực tiếp sử dụng mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, hay còn gọi là thuốc lá thụ động. Khói thuốc được coi là chất độc hại nhất trong môi trường cư trú. 20% khói thuốc sẽ vào cơ thể người hút, còn 80% thải ra ngoài môi trường không khí. Khói thuốc lá có thể tồn tại trong 2 giờ ngay cả khi không còn nhìn hoặc ngửi thấy mùi thuốc. Do đó, những người sống hoặc làm việc thường xuyên với người hút thuốc có thể tiếp cận lượng khói thuốc tương đương 5 điếu mỗi ngày. Thuốc lá là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng mà hiện nay con người phải đương đầu. Mỗi năm có hơn 5 triệu người trên thế giới chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Và 23 triệu người không hút thuốc vì ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho những người không hút thuốc lá, hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc lá nơi công cộng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2005 NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2005 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: hút thuốc lá, thuốc lá ở nơi công cộng như trong rạp hát, rạp chiếu phim, phòng họp, phòng làm việc, bệnh viện, thư viện, phòng đợi của nhà ga, bến xe, sân bay, bến cảng, trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc ở những nơi công cộng khác có quy định cấm bán thuốc lá, thuốc lá cho trẻ em dưới 16 tuổi. Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, góp phần nâng cao chất lượng sống, mỗi chúng ta hãy tự giác thực hiện không hút thuốc lá trong nhà, nơi làm việc và những nơi công cộng bị cấm hút thuốc lá. Không hút nơi có trẻ em và người già, nhắc nhở người khác khi hút thuốc nơi công cộng. Vì một cộng đồng không khói thuốc, vì sức khỏe của mỗi người, vì tương lai của chúng ta, hãy bỏ thuốc lá ngay từ bây giờ. Như vậy
các em thấy rằng là hút thuốc lá không phải chỉ có tác hại đối với người hút mà nó còn có tác hại đối với những người xung quanh. Chính vì vậy mà cái câu, một cái giả định mà tác giả đưa ra đó là có người bảo tôi hút, tôi bệnh mặt tôi. Thì đây chính là một trong những cái lý do. Thì các em thấy rằng là đây là một cái lời nói, một cái lời giải thích chống chế, nó thể hiện cái sự vô trách nhiệm của cái cá nhân người hút đối với cộng đồng. Và đây chính là một cái quan niệm, các em thấy rằng đó cũng là một cái quan niệm sai lầm. Tác giả đã phản bác lại ý kiến đó bằng những cái lập luận dẫn chứng nào, và em đã có nhận xét gì về những cái lập luận này? Thì các em dễ dàng nhận ra là hút thuốc lá là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc người khác. Dẫn chứng đó là vợ con, những người làm việc cùng phòng, đau tim, viêm phế quản, ung thư, và những người mang thai bị đẻ non, con suy yếu. Vì vậy các em chú ý cái phần nhấn mạnh của chính tác giả, đó là hút thuốc cạnh người phụ nữ mang thai quả là một tội ác. Và trong đoạn video clip hồi nãy thầy vừa chia sẻ thì các em thấy là đất nước chúng ta mỗi năm cái số người chết vì hút thuốc lá chiếm tới 40.000 người, nó gấp 4 lần số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm. Và trong đó có tới 33 triệu người bị ảnh hưởng hút thuốc lá thụ động, bị ảnh hưởng bởi những cái người hút thuốc lá xung quanh. Các em nhớ ghi bài vào đầy đủ nha. Vậy hút thuốc lá còn đối với xã hội thì nó gây ra những cái tác hại như thế nào? Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu. Các em thấy là tỷ lệ thanh thiếu niên ở nước ta hút thuốc lá ngang tầm với các nước Âu Mỹ. Và để có tiền hút thì thanh thiếu niên chúng ta sẽ sinh ra trộm cắp. Bởi vì cái thu nhập, cái điều kiện kinh tế của đất nước chúng ta không thể so bằng các bạn ở các nước Âu Mỹ được. Và từ nghiện thuốc lá có thể dẫn đến ma túy, bởi vì khi nghiện thuốc lá người ta sẽ dẫn đến uống bia rồi chơi với những cái đám bạn không tốt, thì dẫn đến việc là một ngày nào đó sẽ thử đến ma túy, và một khi đã thử đến ma túy chúng ta sẽ trở thành nô lệ của nó. Và để có tiền để sử dụng ma túy thì những cái người đó có khả năng họ phải buôn bán ma túy, làm nô lệ cho ma túy, thì dẫn đến cái con đường phạm pháp là như thế. Nó sẽ hủy hoại lối sống, nhân cách của người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên. Thật là đáng lo. Từ những cái thông tin trên cho chúng ta hiểu biết như thế nào về thuốc lá, vậy chúng ta thấy được đây là một cái thứ độc hại ghê gớm đối với cái sức khỏe của cá nhân và cộng đồng. Vậy người viết đã đưa ra những cái biện pháp chống thuốc lá như thế nào, và em hiểu như thế nào là chiến dịch và chiến dịch chống thuốc lá? Thì các em thấy rằng là chiến dịch chống thuốc lá là tập trung và khẩn trương huy động nhiều lực lượng trong một cái thời gian nhằm thực hiện một mục đích nhất định. Còn chiến dịch chống thuốc lá là các hoạt động phải thống nhất rộng khắp nhằm chống lại một cách hiệu quả ôn dịch thuốc lá. Bằng cách gì? Chúng ta phải đứng lên chống lại và ngăn ngừa cái ôn dịch này. Chúng ta phải cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm, đặc biệt là không được cho phép quảng cáo thuốc lá trên những cái thông tin đại chúng, trên những cái truyền hình. Chúng ta cần cũng phải có những cái khẩu hiệu tuyên truyền dễ hiểu, dễ đọc để cho người dân hiểu được những cái tác hại của thuốc lá và một cái triển vọng châu Âu không thuốc lá. Ngoài ra ở Việt Nam chúng ta đây cũng là một cái đích đến mà chúng ta đang muốn hướng tới. Rồi chúng ta hãy ghi phần giải pháp vào vở của mình nhé. Bây giờ chúng ta sang phần ba la mã, đó là ghi nhớ, trang 122. Các em nhớ đọc ghi nhớ để chúng ta hiểu rõ hơn về cái nội dung, cái thông điệp mà bác sĩ Nguyễn Khắc Viện muốn truyền tải đến chúng ta. Và cái thông tin trên màn hình thì các em có thể thấy rằng cứ 8 giây lại có một cái người phải vĩnh viễn ra đi do hậu quả của. Và để cổ động thì các em hãy cùng với thầy thả lỏng người và chúng ta nghe một cái bài hát để kêu gọi việc không sử dụng thuốc lá các em nhé.
Các em học sinh thân mến, thầy vừa cùng với các em đi tìm hiểu những cái tác hại của thuốc lá đối với cuộc sống của con người. Sau đây là phần hướng dẫn về nhà, các em chú ý những yêu cầu sau đây. Thứ nhất là các em nhớ đọc, chuẩn bị đọc trước cái bài toán dân số và các em hãy sưu tầm những cái tranh ảnh về tác hại của thuốc lá hoặc là các em hãy vẽ tranh cổ động để phòng chống thuốc lá các em nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng thông qua tiết học này, phần nào đã giúp cho các em hiểu rõ hơn về những tác hại của khói thuốc lá, từ đó giúp cho các em nâng cao nhận thức để biết nói không với thứ độc hại này và hãy tuyên truyền cho người thân biết những cái tác hại của khói thuốc lá. Đặc biệt là các em có thể học thuộc cái bài hát này, có thể hát cho bố nghe để mà bố của mình cai dần về cái thói quen sử dụng thuốc lá. Thầy chào các em, thầy chúc các em và gia đình có thật nhiều sức khỏe và học ngày càng tốt nhé.